Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt đến toàn thể người dân gốc Việt ở đất nước ông và trên thế giới, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt ở Canada trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Tết nguyên đáng là dịp để ghi nhận nhiều đóng góp mà người Canada gốc Việt đã và tiếp tục đóng góp cho đất nước chúng ta, kể cả ở tiền tuyến của đại dịch. Ông nói trong một thông cáo đăng ngày 1 tháng 2 trên website chính thức của Thủ tướng nhắc lại những tập tục vào dịp tết của người việt ông nói đây cũng là cơ hội để tất cả chúng ta tìm hiểu thêm về nền văn hóa phong tục và truyền thống phong phú của họ những điều này giúp đưa canada trở thành một nơi mạnh mẽ hơn đa dạng hơn và sôi động hơn sự đa dạng là sức mạnh của đất nước chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau kiên trì xây dựng một canada tốt đẹp hơn công bằng hơn và hòa nhập hơn ông nói thay mặt cho toàn thể người dân canada Tôi xin chúc mọi người sức khỏe, may mắn và thịnh vượng trong năm dần, ông nói và kết thúc thông điệp bằng câu chúc mừng năm mới viết bằng tiếng Việt. Một kho đạn của Bộ Quốc phòng Việt Nam phát nổ vào ngày 2 tháng 2 ở tỉnh Gia Lai, khiến một số hộ dân phải di dời, hiện chưa có thông tin về thương vong. Truyền thông trong nước đưa tin kho K870 của Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam tại huyện Grai bất ngờ phát nổ vào khoảng 6 giờ sáng ngày thứ Tư, tạo ra một cục khói nghi ngút cao hàng chục mét. Ui, trời ơi. Báo Tuổi Trẻ cho biết đã có nhiều lực lượng tiếp cận hiện trường để xử lý đám cháy, hỗ trợ di dời và phong tỏa hiện trường không cho người dân tiếp cận. Chính quyền địa phương đã phải di dời khoảng 10 hộ dân sống ở khu vực gần vụ nổ để bảo đảm an toàn trong lúc lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nổ. Đài VOV dẫn lời ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch xã sao huyện Iagrai, cho biết. Thông tin ban đầu cho hay hiện chưa có báo cáo về thương vong ở khu vực bên ngoài kho đạn. Địa phương chưa tiếp cận được khu vực bên trong kho nên không nắm rõ tình hình ra sao. VnExpress dẫn lời ông Dũng cho biết thêm thông tin ban đầu cho hay đám cháy phát ra từ một nhà kho của quân xưởng là nơi chứa đạn pháo cao xạ đã được thu hồi lại của mỹ từ thời chiến tranh việt nam theo báo người lao động bộ quốc phòng việt nam chưa có phát ngôn chính thức hay thông tin gì về vụ nổ Một dân biểu của Đức vừa chính thức bảo trợ nhà hoạt động Hoàng Đức Bình theo một chương trình ủng hộ nhân quyền của Quốc hội Liên bang nước này và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Bình bị tuyên án 14 năm tù vào năm 2018 về cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước vì những hoạt động đấu tranh của ông liên quan đến thảm họa môi trường biển do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra trong một thông báo bằng tiếng Đức và được tổ chức Vito, mạng lưới người bảo vệ nhân quyền chuyển ngữ gửi cho VOA. Dân biểu Julian Parker nói ông Bình bị giam giữ vì những cáo buộc giả tạo và trong điều kiện tồi tệ của nhà tù An Điềm khét tiếng, và rằng tình trạng của ông Bình và tất cả những tù nhân khác càng thêm tồi tệ vì các biện pháp hạn chế COVID-19. Riêng cá nhân tôi xem trọng việc dùng tư cách dân biểu để dấn thân bảo vệ cho những người bị đàn áp nặng nề như Hoàng Đức Bình. Tôi kêu gọi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho ông Hoàng Đức Bình, ông Panker nói. Từ Nghệ An, ông Hoàng Đức Nguyên, em của ông Bình nói, hơn một năm qua gia đình chưa được thăm gặp ông Bình. Tôi cũng hy vọng là sẽ có một cái gì đó tốt hơn cho anh Bình. Dù sao thì cũng họ cũng có lên tiếng để mà lên tiếng với chính quyền của Việt Nam cũng như là nhiều cái tổ chức nhân quyền khác để mà kêu gọi trả tự do cho anh thôi. Tuyên bố của dân biểu Đức nói, những người bảo vệ nhân quyền ở khắp nơi trên thế giới ngày càng bị o ép. Chương trình dân biểu bảo vệ dân biểu của Quốc hội Liên bang Đức là một công cụ tốt và quan trọng để cho dân biểu Đức có thể hỗ trợ và bảo vệ cho quyền của những người này. Chương trình này là một sáng kiến của Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức với mục đích là giúp các dân biểu có cơ hội hỗ trợ và bảo vệ cho các đồng nghiệp và những người bảo vệ nhân quyền ở các nước khác